Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Làm ăn phát đạt nha. Mình hôm nay có một dòng giày sản phẩm mới chống lùn để cho tất cả các anh khiêm tốn về chiều cao một chút nha. Đấy, đôi giày dáng rất công sở, rất là đẹp. Đấy, thì đây là mình sẽ giới thiệu cho các anh chị biết. Đấy. Đôi giày thì dáng có đẹp không anh chị ơi? Đấy, dáng rất là đẹp đúng không? Đấy, đôi giày dáng tuyệt vời không? Chất lượng. Đấy, các anh nhìn đôi giày có đẹp không? Đấy, nếu anh chị nào cảm thấy đẹp thì chia sẻ cho em một like nha, và cho em xin một chấm nha. Giới thiệu cho tất cả các bạn bè biết để các bạn bè của mình mua được dòng sản phẩm như ý và đẹp, chất lượng nha. Đấy, nói đến siêu thị giày dép Thúc Hoài thì các anh chị biết rồi. Đấy, chúng tôi cũng giới thiệu rất là nhiều. Đấy, thế thì bây giờ tôi nhìn giới thiệu cho các anh chị, đây là một cái đường nét rất là tinh túy của một dòng sản phẩm. Đấy, các anh chị cứ đi mua mà cứ phải chọn vào những cái thương hiệu nó thật là uy tín thì hãng mua. Còn tất nhiên là kinh doanh thì ai cũng phải có lời, nhưng mà riêng siêu thị giày dép Thúc Hoài thì bán thì giá cả thì thật là chuẩn chỉ luôn, tiền nào của đấy, tiền ít thì không bao giờ có thịt ngon các anh chị nhé. Đấy, cho nên là các anh chị nhớ rằng khi người ta có một cân, người ta muốn bán một cân thịt thì các anh chị có 50.000 không bao giờ người ta cắt cho các anh chị một cân thịt ngon cả. Đấy, mà phải bây giờ nó phải là 150.000 là mới được một cân thịt ngon. Đấy, cho nên là các anh chị nhớ rằng tiền nào của đấy, tiền ít không có thịt ngon. Đấy, cho nên là giày dép cũng vậy thôi các anh chị nhé. Không có một người kinh doanh nào mà người ta bỏ tiền túi của người ta ra để cho tất cả các khách hàng các anh chị nhé. Đấy, cho nên là các anh chị phải cân đối. Đấy, cho nó thật là chuẩn chỉ và tìm đến một cái nơi thương hiệu uy tín nhất để mà mua cho mình những dòng sản phẩm để đi cho nó đảm bảo chất lượng uy tín nhé. Đấy, đôi giày này là giày gọi là giày chống lùn các anh chị nhé. Đấy, đây là bên ngoài thì nó đã là 3 phân rồi. Thế thì nó cộng thêm cái nót chống lùn này, nó cũng là 3 phân các anh chị nhé. Đấy, cho nên là đặt nó vào cái đôi giày này thì cái dòng đế này nó đã đến đây rồi. Đấy, coi như là đôi giày này nó được 6 phân có. Nhưng nếu bề ngoài người ta nhìn thì người ta cũng chỉ nghĩ là đôi giày nó chỉ cao 3 phân thôi. Đấy, nó rất là khiêm tốn chiều cao cho các anh thiếu chiều cao. Thế nên là anh nào muốn cao hơn một chút thì hãy để lại số điện thoại bên dưới thì tôi sẽ gọi lại ngay sau ít phút để tư vấn cho anh chị nhé. Đấy, chất lượng thì các anh chị cứ yên tâm. Sai hỏng chúng tôi đền một đổi một, không bao giờ phải suy nghĩ về chất lượng nhé các anh chị nhé. Đấy, hàng của chúng tôi là giá niêm yết tại siêu thị giày dép. Chất lượng thì các anh chị cứ yên tâm. Sai hỏng chúng tôi đền. Đấy, và anh chị nào mà có nhu cầu để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ ship hàng đến tận nhà để cho các anh chị kiểm tra hàng nếu đúng đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo như hình ảnh, theo như lời quảng cáo, theo như lời giải thích của chuyên gia trong ngành giày của siêu thị giày dép thì các anh chị nhận giày và thanh toán giúp nhé. Đấy, đây, xin đấy. Đấy, anh chị nhìn thấy gương mặt này có tiêu biểu không ạ? Nói thật sự với các anh chị là tôi làm ngành giày dép này 3 đời trong ngành gia truyền, tôi là đời thứ 3. Đấy, nhà tôi là bố, ông nội tôi làm giày dép này, bố tôi làm giày dép này, cho nên các anh chị cứ yên tâm về chất lượng. Sai hỏng chúng tôi chịu trách nhiệm cho các anh chị nhé. Đấy, đổi một đổi một, không phải suy nghĩ. Đấy, mà riêng siêu thị giày dép Thức Hoài là một uy tín trong các hãng ngành giày dép, cho nên các anh chị không phải suy nghĩ gì. Cứ mạnh dạn để lại số điện thoại, tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho anh chị nhé. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Xin chào ạ.